hormone và các chất tương tự. Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng 1. Phân tích được mối liên quan giữa cấu trúc hóa học đến tác dụng của hormone và các chất tương tự. 2. Phân tích được chất lý hóa để ứng dụng trong kiểm nghiệm các thuốc trong trường. 3. Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu tài liệu, giải quyết vấn đề và tự tổng hợp kiến thức. Hormone hay nội tiết tố là một chất hóa học được tiết ra bởi một hoặc nhiều tế bào, và chúng tác động lên các tế bào trong các bộ phận khác nhau của sinh vật. Chỉ một lượng nhỏ hormone được dùng trong quá trình trao đổi chất của tế bào. Nó là công cụ hóa học truyền các tín hiệu từ tế bào này đến tế bào khác. Tất cả các sinh vật đa bào đều sản xuất hormone. Các hormone trong cơ thể động vật thường được truyền trong máu. Các tế bào phản ứng lại với hormone. Khi chúng tiếp nhận hormone đó, hormone gắn chặt với protein tiếp nhận, receptor, tạo ra sự kích hoạt cơ chế chuyển đổi tín hiệu và cuối cùng dẫn đến các phản ứng riêng biệt trên từng loại tế bào. Các phân tử hormone tuyến nội tiết được tiết trực tiếp vào dòng máu, trong khi các hormone ngoại tiết được tiết vào các ống dẫn, và từ đó chúng có thể chảy vào máu, hoặc chúng chuyển từ tế bào này qua tế bào khác bằng cách khuếch tán. Nói cách khác, hormone có nhiệm vụ giống như người đưa thư. Chúng gửi các tín hiệu đến các cơ quan, các mô và các tế bào nhất định, thông qua đường máu để thực hiện chức năng vốn có tại khu vực nhận. Một số vai trò quan trọng của hormone là thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của tế bào hoặc các mô, giúp chuyển hóa thức ăn, duy trì sự phát triển bình thường của cơ quan sinh sản, chức năng tình dục, duy trì nhiệt độ cơ thể, điều chỉnh tâm trạng và chức năng nhận thức. Rối loạn hormone, cả tăng hoặc giảm, đều có thể tác động tiêu cực tới cơ thể, ảnh hưởng đến các chức năng, bộ phận khác. Các hormone sinh dục nữ, estrogen, progestin, hormone sinh dục nam, androgen, hormone vỏ thượng thận, corticosteroid, đều có cấu trúc steroid. Hormone sinh dục nữ gồm các estrogen, các progestin, các estrogen tự nhiên. Trong cơ thể, hormone chính là estradiol do buồng trứng sinh ra. Chất này được chuyển hóa thành estrogen, estradiol và một số chất khác như equilin, equilenin. Các chất chuyển hóa vẫn có tác dụng của estradiol nhưng yếu hơn, đáng kể là estrogen. Các tác dụng của estradiol gọi chung là tác dụng estrogen. Estrogen được dùng dưới dạng dung dịch tiêm trong dầu, nay thường dùng dưới dạng muối, của este sulfat estrogen với piperazine, với tên estropiat để uống dưới dạng viên. Estradiol mạnh hơn estrogen khoảng 8 lần, được dùng phổ biến nhất dưới dạng ancol hoặc este, thường có estradiol monobenzoat. Các estrogen có vòng A là nhân thơm. Estradiol monobenzoat. Dưới đây là công thức hóa học của estradiol monobenzoat. Tên khoa học: 3,17 dihydroxy 1,3,5 estradiol 3-benzoat. Tính chất: một kết tinh trắng, không mùi. Thực tế không tan trong nước, ít tan trong cồn, trong dầu. Dễ tan trong acetone. Định tính: thử bằng sắc ký lớp mỏng, làm cùng với phép thử tạp chất liên quan, phản ứng màu với axit sulfuric, 1 mg chế phẩm trên 1 ml axit sulfuric đặc, cho màu đỏ cam, soi dưới đèn từ ngoại 365 có huỳnh quang xanh, pha loãng bằng nước, thêm 10 ml, có màu tím và tủa màu tím. Phổ từ ngoại có lambda mắc bằng 281 nanomet, với A, 1%, 1 cm, bằng từ 69 đến 73, nồng độ 0,01 trong metanol. Thử tạp liên quan, bằng sắc ký lớp mỏng, tạp chủ yếu là estrogen. Định lượng: dựa vào phản ứng tạo muối bạc với bạc nitrat, giải phóng axit nitric. Định lượng axit nitric bằng natri hydroxit 0,1 N. Xác định điểm kết thúc bằng điện thế kế. Công dụng: sự có mặt của 17 alpha-ethinin đã ngăn cản
tác dụng của enzyme chuyển hóa ở gan lên phân tử, nên giữ được tác dụng mạnh theo đường uống. Khi tiêm, tác dụng của ethinine estradiol tương đương với estradiol. Nhưng nếu cả hai cùng dùng đường uống, thì tác dụng mạnh gấp 15 đến 20 lần estradiol. Ethinine, estradiol là một trong các estrogen dùng đường uống tác dụng mạnh nhất. Ethinine, estradiol có tác dụng chống rụng noãn ở liều tương đối thấp và dùng rộng rãi nhất trong các chế phẩm phối hợp với progestin để chống thụ thai dùng đường uống. Ete hóa 3OH thành 3OCH3. Ta có metronidazole như tiền thuốc của ethinine, estradiol, dùng đường uống với tác dụng kéo dài. Các chất phi steroid tổng hợp có tác dụng estrogen, kháng estrogen. Do kích thước, cấu hình và vị trí các nhóm chức của các chất này so với estradiol có tương quan, làm cho chúng có tác dụng estrogen hoặc kháng estrogen. Cấu trúc khác biệt ở các chất kháng là có thêm ở mạch nhánh. Clozo, terzianisen, diethin, stilbestrone là các chất kinh điển. Có tác dụng mạnh nhưng độc tính cũng cao. Các chất kháng estrogen có tác dụng kích thích rụng trứng, được dùng điều trị vô sinh. Các progestin, hormone tự nhiên là progestin do hoàng thể tiết ra và có nhiều trong thời kỳ thai nghén do nhau thai tiết ra. Các chất bán tổng hợp bền hơn có tác dụng mạnh, kéo dài và dùng được theo đường uống. Tất cả các chất trên gọi chung là các chất progestin. Về cấu tạo, chúng có khu progestan, progestesterone. Tính chất, chế phẩm có dạng bột kết tinh trắng, không tan trong nước, tan trong dầu, ancol, ete, chloroform, chảy ở 126 đến 131 độ C. Định tính, phản ứng Zimmerman của chất ceton cho màu đỏ tím, phản ứng tạo hydrazone, phản ứng tạo diosim progestesterone, kết tủa, lấy tủa kết tinh lại trong metanol, đo độ chảy được từ 134 đến 137 độ C, đo phổ tử ngoại từ dung dịch trong metanol, đo song song với chất chuẩn, đo phổ hồng ngoại so với phổ chuẩn, dùng sắc ký lớp mỏng để định tính và thử tạp chất liên quan. Định lượng, cân tủa hoặc đo quang, sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao, USP2000 là phương pháp phổ biến. Công dụng, là hormone chính của cơ thể, dùng điều trị thay thế cho những trường hợp thiểu năng vật thể vàng, rối loạn kinh nguyệt, vô kinh, đau khi hành kinh, chảy máu tử cung, cơ quan sinh dục kém phát triển, kém hoạt động, vô sinh, đặc biệt để phòng sảy thai, ung thư nội mạc tử cung. Dạng thuốc, dung dịch tiêm trong dầu 5mg trên ml hoặc 10mg trên ml, 50mg trên ml, hỗn dịch tiêm trong nước 10mg trên 2ml, USP2000. Cũng có dạng viên để uống hoặc ngậm 50mg. Các progestin bán tổng hợp. Levonorgestrel. Tên khoa học, 17 alpha, âm 18,19, diopretna âm 4, N20 sinbaon 13 ethyl 17 beta hydroxy. Tính chất, chế phẩm ở dạng bột tinh thể trắng. Thực tế không tan trong nước, khó tan trong metinen chloride, ít tan trong chloroform. Tính chất, chế phẩm ở dạng bột tinh thể trắng. Thực tế không tan trong nước, khó tan trong metinen chloride, ít tan trong chloroform. Định tính, đo phổ hồng ngoại so với phổ chuẩn, sắc ký lớp mỏng, thử tạp chất liên quan. Định lượng, dựa vào phản ứng với bạc nitrat giải phóng axit nitric, định lượng bằng natri hydroxit 0,1 N trong tetra hydrofuran, dùng điện thế kế. Công dụng, tránh thụ thai, tránh thai khẩn cấp, uống 750 microgram trong vòng 72 giờ, sau 12 giờ uống lần nữa. Điều trị thay thế ở người mãn kinh. Dạng thuốc, viên nén, thuốc cấy dưới da. Chất kháng progestin. Do progestesterone có vai trò thiết yếu trong sự làm tổ và duy trì thai nghén thời kỳ đầu, nên các chất kháng progestin sẽ có tác dụng chống thụ thai hoặc gây sảy thai ở thời kỳ đầu.
Epoxetan ngăn cản tổng hợp progesterone của cơ thể. Mifepristone tranh chấp với progesterone tại thụ thể của progesterone. Hormone sinh dục nam. Các chất này được gọi là các androgen. Hai hormone tự nhiên chính là testosterone và dihydrotestosterone. Testosterone có hoạt tính mạnh ở cơ. Chất thứ hai tác dụng nổi trội trên tinh hoàn và tuyến tiền liệt. Trong các chất chuyển hóa của testosterone và dihydrotestosterone, đáng chú là androsterone có hoạt tính bằng 1/10 testosterone. Các androgen. Testosterone propionate. Tên khoa học: baon 17 beta hydroxy 4 androsten propionate. Dạng ancol: esteacetat, enantat, cipionat cũng được sử dụng. Tính chất: testosterone propionate có dạng bột kết tinh trắng, không mùi, bền vững ở không khí, không tan trong nước, tan trong dầu, cồn, dễ tan trong chloroform, benzen. Độ chảy: 119 đến 123 độ C. Định tính: cho phản ứng Zimmerman, có màu đỏ tím. Đo phổ tử ngoại: lambda mắc bằng 241 nanomet trong ethanol. Đo phổ hồng ngoại: đun sôi cách thủy dung dịch chế phẩm trong hỗn hợp axit phosphoric đặc, cồn tuyệt đối 2:1. Để nguội: thêm axit glyoxylic thì cho màu đỏ tím và huỳnh quang màu đỏ. Phân testosterone, thủy phân bằng đun sôi cách thủy. Dung dịch chế phẩm trong ancol đã có KOH. Để nguội, trung hòa kiềm thừa. Lọc lấy tủa testosterone. Rửa sạch và sấy khô. Đo độ chảy được 150 đến 153 độ C. Tạo oxim và đo độ chảy. Đun dung dịch chế phẩm trong metanol. Với hydroxin amin hydrochloric có mặt natri acetat. Sẽ tủa oxim testosterone, lấy tủa rửa sạch, sấy khô. Đo độ chảy được 222 độ C. Xác định phần propionate. Cho tác dụng với hydroxin amin và natri dihydroxit. Sẽ được natri propinohydroxamat, axit hóa và thêm sắc ba clorit có màu đỏ gạch. Thử tạp chất liên quan, bằng sắc ký lớp mỏng. Định lượng. Thường dùng phép đo phổ tử ngoại. Hòa tan 25,0 mg chế phẩm trong 250 ml ethanol. Pha loãng dung dịch 10 lần. Rồi đo độ hấp thụ ở 241 nanomet. Tính kết quả theo A, 1%, 1 cm, bằng 490. Công dụng. Testosterone có tác dụng androgen mạnh. Tác dụng tăng dưỡng ở liều thấp. Uống mất tác dụng vì bị phá hủy ở gan. Mặt khác, bản thân testosterone có thời gian bán hủy trong huyết tương chỉ là 10-20 phút. Nhưng khi tiêm tĩnh mạch dạng ST thì testosterone giải phóng dần, nên kéo dài tác dụng. Gốc axit của chức ST càng lớn, thì thời gian tác dụng càng dài. Testosterone propionate kéo dài khoảng 24 giờ. Điều trị thay thế, đối với nam giới thiểu năng sinh dục, rối loạn các chức năng sinh dục, liệt dương. Dùng cho nữ, có rối loạn thần kinh, tuần hoàn, ung thư vú, tử cung, buồng trứng với liều cao. Testosterone và các androgen khác có tác dụng tăng dưỡng, do tăng tổng hợp prozotic, giữ NITE, giảm bài tiết UG theo nước tiểu, tăng cân. Dạng thuốc: dung dịch tiêm trong dầu 25 mg hoặc 50 mg trên ml. Hiện nay còn dùng testosterone dạng ancol làm thuốc dán trong điều trị thay thế. Testosterone dung dán ở bìu. Androgen dán ở lưng, nách, bụng, đùi. Không dán ở bìu vì liều. Chất ức chế androgen và kháng androgen. Các chất ức chế có tác dụng ức chế sản sinh ra các chất hướng sinh dục hoặc ức chế enzyme cần thiết để sinh ra hormone androgen hoặc cần thiết cho các thụ thể của androgen. Finasteride thuộc loại này được dùng chữa phì đại tuyến tiền liệt lành tính. Các chất kháng androgen có tác dụng đối kháng cạnh tranh tại thụ thể của androgen. Ciprofloxacin được dùng để kiềm chế sinh dục hoặc sự phát triển dậy thì sớm ở nam giới. Flutamide được dùng phối hợp để điều trị ung thư tuyến tiền liệt di căn. Hormone vỏ thượng thận. Phân loại: tuyến thượng thận nằm trên thận,
và chia làm hai phần. Phần lõi sinh ra adrenaline, noradrenaline và phần vỏ sinh ra các hormone steroid. Theo tác dụng sinh học được chia ra hai nhóm chính. Nhóm glucocorticoid. Hormone chính là hydrocortisone. Tác dụng chủ yếu lên chuyển hóa glucid, kể cả protein và lipid. Nhóm mineralocorticoid. Hormone chính là aldosterone. Tác dụng chủ yếu lên sự trao đổi muối khoáng. Thuốc của hai nhóm có tên corticosteroid, gọi tắt là corticoid. Hormone vỏ thượng thận. Phân loại. Tuyến thượng thận nằm trên thận và chia làm hai phần. Phần lõi sinh ra adrenaline, noradrenaline và phần vỏ sinh ra các hormone steroid. Theo tác dụng sinh học được chia ra hai nhóm chính. Nhóm glucocorticosteroid. Hormone chính là hydrocortisone. Tác dụng chủ yếu lên chuyển hóa glucid, kể cả protein và lipid. Nhóm mineralocorticosteroid. Hormone chính là aldosterone. Tác dụng chủ yếu lên sự trao đổi muối khoáng. Thuốc của hai nhóm có tên corticosteroid, gọi tắt là corticoid. Có thể dùng định tính sơ bộ bằng phản ứng với thuốc thử Fehling, bạc nitrat trong môi trường NH4OH hoặc ion thủy ngân. Trong muối kali tetơ ra iodo mercurat thành oxit thủy ngân trong môi trường kiềm. Khử một muối tetơ ra zolium chloride không màu thành dạng formazon có màu đỏ. Phản ứng này nhạy. Và muối tetơ ra zolium chloride được dùng để pha thuốc thử hiện màu trong sắc ký lớp mỏng. Dược điển Việt Nam 4 nêu cách định lượng corticoid bằng đo màu. Dùng sắc ký lớp mỏng để định tính và thử các tạp chất liên quan. Dùng sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao. Có thể để định tính, dựa vào thời gian lưu. Thử tạp chất hoặc định lượng, dựa vào diện tích các tích. Các glucocorticoid. Glucocorticosteroid. Tác dụng, chỉ định. Ngoài tác dụng thay thế hormone, và tác dụng cơ bản ứng dụng trong điều trị của các glucocorticoid là chống viêm, chống dị ứng, ức chế miễn dịch. Trong đó tác dụng chống viêm quan trọng. Dùng đánh giá hoạt tính của một glucocorticoid và được sử dụng nhiều nhất. Ngoài những chỉ định chống viêm, chống dị ứng thường gặp, corticoid được dùng chống viêm các cơ quan nội tạng như viêm cầu thận, viêm tụy cấp, viêm gán virus. Dùng trong phẫu thuật ghép các bộ phận của cơ thể, do ức chế miễn dịch. Các tác dụng không mong muốn chính. Chủ yếu chữa triệu chứng bệnh không loại được nguyên nhân bệnh. Sau 7 đến 10 ngày dùng thuốc, tác dụng chặn chức năng tuyến yên, vỏ thượng thận đã có thể xuất hiện. Khi đó, nếu ngừng thuốc, bệnh nhân sẽ không qua được các stress và lâm vào tình trạng phải điều trị kéo dài. Ngừng thuốc phải từ từ tùy theo sự khôi phục dần chức năng tuyến yên, vỏ thượng thận. Sau tuần đầu, trong năm đầu điều trị, những tác dụng giữ natri cộng và nước, tác dụng đến chuyển hóa xương, chức năng tuyến yên, vỏ thượng thận suy giảm, cùng với những tác dụng khác có thể gây ra các hậu quả sau. Hội chứng cu sinh, điển hình với mặt béo tròn, người béo, chân teo, phù ở các dạng khác nhau, giảm kali thận, mất kiềm, dễ bị nhiễm khuẩn, kể cả lao, phù gai thị, lao còm, đục thủy tinh thể, song thị, đái đường, yếu liệt dây thần kinh số 6, loãng xương, yếu cơ, ban đỏ, hoặc xuất hiện vân khía ở da, tăng lipid máu, do làm tăng tiết pepsin, trypsin, các enzyme tiêu protein. Các corticoid có thể gây chảy máu, thủng dạ dày. Thận trọng, chống chỉ định. Tùy theo đường dùng, liều và thời gian sử dụng. Các trường hợp sau đây cần hết sức thận trọng khi dùng. Chống chỉ định, thiểu năng tim, bẩm sinh. Cao huyết áp, thiểu năng gan, thận, sỏi thận. Lipid máu cao. Đái tháo đường, thiểu năng tuyến giáp. Nhược cơ, xốp xương, viêm loét dạ dày, ruột, lao. Thần kinh bất ổn, căng thẳng tinh thần hoặc dễ xúc động, cần biết tiền sử của bệnh nhân. Hydrocorticoid acetate. Tính chất. Dạng bột tinh thể trắng hoặc hầu như trắng. Thực tế không tan trong nước. Khó tan trong ethanol và methylene chloride. Nhiệt độ nóng chảy 220 độ C kèm phân hủy. Trong điều kiện phản ứng sẽ thể hiện tính khử của alpha ceton cho phản ứng tạo hydrazone. Đo phổ hồng ngoại, so với phổ chuẩn. Dung sắc ký lớp mỏng, tiến hành theo chỉ dẫn. Cần có thêm một dung dịch phân giải.
chứa hydrocortisone acetat chuẩn và cortisone acetat chuẩn không xử lý. Phản ứng màu với axit sulfuric đặc trong ethanol cho màu đỏ nâu đậm dần và huỳnh quang xanh, rõ hơn khi soi dưới đèn tử ngoại 365. Sau khi thêm nước thì màu nhạt dần và mất huỳnh quang. Thử gốc acetin, thủy phân bằng axit phosphoric rồi thử theo hướng dẫn. Định lượng: đo độ hấp thụ tử ngoại. Dạng thuốc: viên nén 5, 10, 20mg. Hỗn dịch tiêm tĩnh mạch: lọ 5ml chứa 125mg hydrocortisone acetat. Dung dịch tiêm tĩnh mạch đóng ống 25mg, 100mg. Glucocorticoid bán tổng hợp. Các chất này có ưu điểm: bền hơn, tác dụng mạnh hơn, kéo dài hơn và ít tác dụng không mong muốn hơn so với các chất tự nhiên. Prednisolone. Tính chất: bột kết tinh trắng hoặc hầu như trắng. Dạng khan dễ hút ẩm. Rất khó tan trong nước. Tan trong ethanol, methanol. Hơi tan trong aceton, khó tan trong methylene chloride. Nhiệt độ nóng chảy 227-230 độ C, phân hủy. Định tính: dùng phổ hồng ngoại, sắc ký lớp mỏng. Phản ứng màu với axit sulfuric đặc. Sau 5 phút có màu đỏ đậm và huỳnh quang đỏ nâu dưới đèn tử ngoại 365. Có tủ bông màu xám. Định lượng: đo phổ tử ngoại ở lambda mắc bằng 243,5 nanomet. Đo từ dung dịch có nồng độ chính xác khoảng 0,002% V trên V trong ethanol 96%. Tính kết quả theo A: 1%, 1 cm bằng 415. Tuyến yên là một tuyến rất quan trọng của cơ thể. Nó kiểm soát hầu hết các tuyến nội tiết khác. Tuyến yên được chia làm hai thùy: thùy trước và thùy sau. Thùy trước tuyến yên tạo ra 6 hormone chính là prolactin, hormone tăng trưởng, hormone hướng vỏ thượng thận, hormone hướng hoàng thể, hormone kích thích buồng trứng và hormone kích thích tuyến giáp. Thùy sau tuyến yên tiết ra oxytocin, vasopressin và một số hormone khác. Oxytocin. Oxytocin là một nonapeptide vòng được điều chế bằng phương pháp tổng hợp hóa học hoặc phân lập từ thùy sau tuyến yêu của súc vật khỏe mạnh. Tính chất: bột kết tinh trắng hoặc hầu như trắng, dễ hút ẩm, rất dễ tan trong nước, trong axit acetic loãng và ethanol. Để định tính và định lượng oxytocin, dùng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector tử ngoại ở 220 nanomet. Công dụng: như tên gọi, oxytocin có tác dụng trợ đẻ oxytocin. Oxytocin có tác dụng kích thích cơ trơn tử cung và tuyến vú. Có tác dụng làm giãn cơ trơn thành mạch máu khi dùng liều cao. Chỉ định dùng để thúc đẻ, gây sảy thai, điều trị chảy máu sau khi. Hormone tuyến giáp và các thuốc kháng giáp trạng. Hormone tuyến giáp. Tuyến giáp tiết ra hai hormone chính là tyrosine, hay còn gọi là levothyroxine, trong phân tử gắn 4 nguyên tử iốt, và thiodothyronine, còn gọi là liothyronine, trong phân tử gắn 3 nguyên tử iốt. Do cấu trúc hóa học giống nhau nên tính chất lý hóa học giống nhau. Về tác dụng, liothyronine tác dụng nhanh hơn, hấp thu qua đường tiêu hóa tốt hơn và hoạt lực mạnh hơn levothyroxine. Levothyroxine natri. Lý tính: bột hầu như trắng hoặc vàng hơi nâu hoặc bột kết tinh nhỏ. Không mùi, không vị. Khó tan trong nước và ethanol, thực tế không tan trong ethe. Natri levothyroxine tan trong dung dịch loãng của các hydroxit kim loại kiềm. Hóa tính của levothyroxine là hóa tính của một alpha amino acid. Hóa tính của hợp chất iốt hữu cơ. Hóa tính của nhóm OH phenol và hóa tính của nhân thơm. Cho chế phẩm vào nước, lắc, không tan, thêm dung dịch natri hydroxit loãng, lắc, tan hoàn toàn. Cho chế phẩm vào chén sứ, thêm axit sulfuric rồi đun nhẹ, hơi màu tím bốc lên. Chế phẩm sau khi vô cơ hóa cho phản ứng đặc trưng của ion natri. Tác dụng với thuốc thử ninhydrazine tạo màu tím. Định lượng: bằng phương pháp đo phổ hấp thụ tử ngoại trực tiếp.
hoặc sau khi tách bằng sắc khí lỏng hiệu năng cao. Công dụng: chỉ định dùng để điều trị thiểu năng tuyến giáp. Ngoài ra, levothyroxine còn được dùng để phòng và điều trị bướu giáp, phòng và điều trị carcinoma tuyến giáp. Dạng bào chế: viên nén, dung dịch tiêm hoặc bột pha tiêm. Thuốc kháng giáp trạng. Bệnh ưu năng tuyến giáp nghĩa là khi tuyến giáp tiết quá nhiều hormone của nó, thường phải phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật, người ta dùng các thuốc kháng giáp trạng. Các thuốc này thuộc dẫn chất đóng vòng của thiêu A, như dẫn chất 2-thioimidazole và các dẫn chất 2-thiuracil. Cơ chế tác dụng của các hợp chất này giống nhau. Cụ thể, chúng ngăn cản việc gắn iốt vào các chất tiền thân để tạo ra levothyroxine hoặc liothyronine. Prozopinthiouracil. Lý tính: bột kết tinh hoặc tinh thể trắng, hoặc hầu như trắng, vị đắng. Rất khó tan trong nước, khó tan trong ete, hơi tan trong ethanol, tan trong các dung dịch hydroxy kiềm. Điểm chảy 217 đến 221 độ C. Hóa tính. Hóa tính của prozopinthiouracil là tính axit, hấp thụ bức xạ từ ngoại. Để xác định lưu huỳnh trong chế phẩm, đem vô cơ hóa bằng nước brom và đun sôi rồi xác định ion sunfat tạo thành. Chế phẩm khó tan trong nước. Thêm dung dịch natri hydroxit loãng, tạo thành dung dịch. Định lượng bằng phương pháp đo kiềm. Dung môi là nước, chỉ thị đo điện thế. Định tính bằng sắc khí lớp mỏng, chất hấp phụ silica gen GF254. Hoặc bằng so sánh phù hồng ngoại với chất chuẩn. Dưới dạng muối với kim loại kiềm, chế phẩm tạo tùa. Hoặc màu với các ion kim loại nặng hoặc kim loại màu. Công dụng: chỉ định dùng để điều trị ưu năng tuyến giáp. Do phân bố vào sữa mẹ và vào nhau thai kém hơn methimazole, nên thuận tiện dùng đối với phụ nữ có thai và phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú. Dạng bào chế: viên nén 50mg, 100mg. Hormone tuyến tụy và các thuốc điều trị bệnh đái tháo đường. Hormone tuyến tụy. Tuyến tụy có những đám tế bào đặc biệt gọi là đảo tụy. Giữa đảo là các tế bào tiết ra insulin, có tác dụng hạ đường huyết. Xung quanh là các tế bào á tiết ra glucagon, có tác dụng làm tăng đường huyết. Insulin. Tính chất: bột trắng hoặc hầu như trắng. Thực tế không tan trong nước, trong ethanol và ete. Insulin tan trong các axit vô cơ loãng và trong các dung dịch loãng của các hydroxyl kim loại kiềm với sự phân hủy. Định tính và định lượng: bằng sắc khí lớp mỏng hiệu năng cao, với detector tử ngoại ở 214 nanomet. Công dụng: insulin có tác dụng điều hòa sự dự trữ và chuyển hóa của hydrat carbon, protein và các chất béo. Tác dụng này chủ yếu xảy ra ở gan, ở các cơ và các tổ chức béo. Insulin làm tăng việc sử dụng các chất béo, protein và hydrat carbon ở các mô, kích thích việc tổng hợp protein và các axit béo tự do, ức chế việc giải phóng các axit béo tự do ra khỏi các mô mỡ. Insulin làm tăng việc vận chuyển gluco hoạt động vào cơ và màng tế bào chất béo, làm tăng việc biến gluco và axit béo tự do trong tế bào thành các dạng dự trữ thích hợp, glycogen và triglyceride tương ứng. Ở gan, insulin làm tăng việc biến đổi gluco ở gan thành glycogen và làm giảm sự cung cấp gluco từ gan. Chỉ định: điều trị bệnh đái tháo đường và các biến chứng của nó như đái tháo đường type 1, đái tháo đường type 2. Khi các biện pháp điều trị khác không có hiệu quả và điều trị đái tháo đường khi phụ nữ mang thai. Dạng bào chế: thuốc tiêm, hàm lượng 100 đơn vị hoặc 500 đơn vị trên ml. Thuốc tổng hợp điều trị bệnh đái tháo đường: thuốc tổng hợp chống tăng đường huyết hoặc thuốc làm hạ đường huyết có tác dụng tốt trong điều trị bệnh đái tháo đường type 2. Theo cơ chế tác dụng, có thể chia các thuốc này thành 4 nhóm: thuốc làm tăng tiết insulin, các sulfonin UG, thuốc làm giảm việc tạo thành gluco và làm tăng độ nhạy cảm của insulin trên thụ thể, các biguanid như metformin, thuốc làm giảm kháng insulin, các thiazolidinediol như rosiglitazone, thuốc làm giảm sự tạo thành và hấp thu gluco, các chất ức chế alpha glucosidase, các bút miglitol.
các sunfunin UG. Năm 1950, chất đầu tiên được sử dụng rộng rãi trong điều trị bệnh đái tháo đường là tolbutamide. Và từ đó, 20 hợp chất thuộc nhóm này được đưa vào sử dụng trong điều trị. Tất cả các hợp chất này đều là dẫn chất sunfunin UG, khác nhau ở vị trí R1 và R2. Với cấu trúc hóa học trên, hóa tính của các sunfunin UG là hóa tính của nhân benzen, hấp thụ mạnh bức xạ từ ngoại. Hóa tính của nhóm chất sunfunin UG, tính axit yếu, dễ bị thủy phân trong môi trường kiềm, giải phóng ammoniac, axit hóa giải phóng khí CO2. Các hóa tính này được dùng trong kiểm nghiệm pha chế các sunfunin UG. Do có tính axit yếu nên các hợp chất nhóm này liên kết mạnh với protein trong máu. Vì vậy, khi dùng đồng thời các thuốc khác, chúng có thể đẩy các thuốc đó ra khỏi chỗ liên kết protein, có khi gây tác dụng không mong muốn. Ví dụ, khi dùng tolbutamide đồng thời cùng Nicmaro, có thể gây chảy máu. Các sunfunin UG được chia làm hai thế hệ. Thế hệ 2 tác dụng mạnh và thường lâu hơn thế hệ 1. Các sunfunin UG có tác dụng kích thích giải phóng insulin từ các tế bào beta của đảo tụy còn hoạt động. Nghĩa là, các hợp chất này có tác dụng điều trị bệnh đái tháo đường cho những bệnh nhân mà tuyến tụy còn khả năng tạo ra insulin. Glibenclazide, lý tính, bột kết tinh trắng, hoặc hầu như trắng, thực tế không tan trong nước, hơi tan trong dichlorometan, khó tan trong metanol và ethanol, thực tế không tan trong ethe, tan trong các dung dịch kiềm loãng, nóng chảy từ 169 đến 174 độ C. Hóa tính của glibenclazide là hóa tính chung của các thuốc điều trị đái tháo đường. Thuốc dẫn chất sunfunin UG, dung dịch chế phẩm 0,1mg trên ml trong metanol, đã axit hóa bằng axit hydrochloric có cực đại hấp thụ ở 275 và 300 nanomet, với độ hấp thụ riêng lần lượt là 27-33 và 61-65. Định lượng bằng phương pháp đo kiềm, dung môi etanol, chỉ thị phenofride. Công dụng, dùng để điều trị bệnh đái tháo đường type 2. Dạng bào chế, viên nén với hàm lượng từ 1,25mg đến 5mg. Carbiguanide, metformin, lý tính, tinh thể trắng, dễ tan trong nước, khó tan trong ethanol, thực tế không tan trong acetone và dichlorometan. Điểm chảy từ 222 đến 226 độ C. Hóa tính của metformin là hóa tính của nhóm biguanide của axit hydrochloric kết hợp đun chế phẩm với dung dịch natri hydroxit, hơi bốc lên làm xanh giấy quỳ đỏ. Định tính ion chloride bằng thuốc thử bạc nitrat. Có thể định lượng metformin hydrochloride bằng phương pháp đo kiềm. Tác dụng với dung dịch alpha naphthol trong kiềm và natri hypobromide tạo màu hồng. Định lượng bằng phương pháp đo axit trong môi trường khan. Dung môi là hỗn hợp axit formic và anhydride acetic. Chỉ thị đo điện thế. Ngoài ra, có thể định tính metformin bằng phương pháp đo phổ hồng ngoại so với phổ chất chuẩn, hoặc bằng sắc ký lớp mỏng phát hiện bằng phun hỗn hợp natri nitrato peroxide và califeziciadite. Công dụng: metformin không có tác dụng kích thích tế bào beta tiết insulin. Metformin có tác dụng làm tăng độ nhạy cảm của insulin ở các receptor và những chỗ liên kết sau receptor, làm tăng sự tiếp nhận và sử dụng gluco ngoại vì, có tác dụng giảm tạo ra gluco và làm tăng sự dự trữ glycogen ở gan, làm giảm sự hấp thu gluco qua ruột. Với liều điều trị, metformin không gây giảm đường huyết ở người bị cũng như người không bị bệnh đái tháo đường. Metformin có tác dụng ức chế cạnh tranh với phước yếu tố nội vitamin B12 trên receptor của nó, nên có thể gây thiếu máu. Chỉ định: dùng để điều trị bệnh đái tháo đường type 2. Có thể kết hợp với các sunfunin UG hoặc insulin nếu dùng một mình không đạt kết quả. Dạng viên nén 500mg, 850mg. Các chất ức chế alpha glucosid. Trong nhóm này, có hai chất hay được dùng trong điều trị bệnh đái tháo đường là acarbose và miglitol.
cơ chế tác dụng chung là ức chế thuận nghịch các enzyme alpha glucosid ở ruột non, nên làm giảm việc tạo thành gluco, giảm hấp thu gluco vào máu. Tính chất: bột trắng hoặc hầu như trắng, tan trong nước, pKa 5,1. Công dụng: A. Các bột có tác dụng ức chế cạnh tranh thuận nghịch với alpha amylase của tuyến tụy và các alpha glucosid hydrolase màng ruột. Các enzyme này tham gia thủy phân tinh bột thành các oligosaccharide trong lòng ruột non và thủy phân oligosaccharide, trisaccharide và disaccharide thành gluco và các monosaccharide khác ở rìa bàn chải ruột non. Vì vậy, các bột có tác dụng làm giảm nồng độ gluco trong máu sau khi ăn. Đối với bệnh nhân bị đái tháo đường type 2, các bột không gây tăng tiết insulin, không gây giảm đường huyết. Dạng bào chế: viên nén 25, 50 và 100.